Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt ở trong cái bảo tàng Quảng Ninh ở bên phía Hòn Gai của Hạ Long, Quảng Ninh. Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú và các anh chị một số hình ảnh ở trong cái bảo tàng Quảng Ninh nhằm giúp cô chú cũng như là các anh chị hiểu thêm về bảo tàng và tham quan bảo tàng. Và đây cũng là lần đầu tiên để Minh Toàn đến bảo tàng. Ở phía ngoài bảo tàng và cái cách mua vé thì Minh Toàn đã có cái video để giới thiệu đến cách mua vé và giá vé ở bảo tàng rồi, thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta xem thêm, tìm hiểu thêm. Còn bây giờ xin mời cô chú và anh chị chúng ta hãy lên tầng 2 cùng Minh Toàn nhé. Đây, Minh Toàn sẽ lên tầng 2. Đây là cái đường lên tầng 2. Khi mà ở dưới tầng 1 chúng ta tham quan xong thì chúng ta đi lên tầng 2. À, trên khu này thì rất là để chúng ta rất là nhiều thứ. Ở đây là ví dụ như đây là bọng ngựa này, đây là bọng ngựa này, sâu đóm này, đây là sâu đóm này. Ở dưới này cũng có các cái biểu tượng này, các cái tên này, sâu đóm này. Cách bố trí xếp cũng khá là đẹp ha. Còn đây là bọ màng kết đôi này. Bằng kết đôi. Bọ que. Rất là đẹp. Bọ ngựa ăn bướm. Đây là châu chấu kết đôi. Nhiều thứ khá là đẹp luôn. Đây là hổ trùng. Đấy, cái trước mặt chúng ta là hộ trùng. Đây là các sâu bọ. Trên khu này là trưng bày các sâu bọ. Đây tầng 2 của nó. Đây tầng 2 của nó. Đây là có các cái du khách nước ngoài về tham quan. Ở cái bên này là đi xuống dưới tầng 1 rồi. Ở dưới này mình cảm thấy có cái con rắn biển cũng khá là đẹp. Đó. Khu vực này thì chúng ta sẽ khu vực này trưng bày rắn biển và các cái con vật chim, cá, rắn, con rắn. Đó. Con này còn tăm đúng hơn rắn. Tắm gió, con này là tắm gió. À, tắm gió là ở trên cây, nên leo trên cây. Phải leo trên cây leo xuống. Và dưới này là con diều hâu. Diều hâu thì bắt tăm và đánh tăm, với lại tăm thì bắt diều hâu, mà diều hâu bắt tăm. Nào, chúng ta thử đi xuống để xem. À đây. Đây con này mà gọi là con thỏ. Đây là con cầy hương. Đấy, con này là con cầy hương. Người rái cá thì là rái cá là con dưới này. Đấy. Đây là con vọc. Đây rái cá đây. Đấy, hình ảnh rái cá là chuyên bắt cá giống như con chuột luôn. Đây là sóc. Sóc bụng đỏ và sóc bụng xám. Đây, sóc bụng xám bên này, sóc bụng đỏ. Ba trơn. Ba có món ba ngon lắm. Chồn bông lau và chồn nghệ. Chồn cũng rất là ngon. Nhìn rắn đây cũng sợ là rắn hổ mang. Đấy, đây là con rắn hổ mang. Còn đây là con kè. Chàng ăn đét là con gì? Con này thì giống như con ình hương với con ếch nhỉ? Con chàng ăn đét này. Trong bảo tàng này thì các cầu thang như thế này là được làm bằng gỗ hết đấy các anh chị. Làm bằng gỗ. Đó, chúng ta đi tiếp.
Đây, mình toàn thấy cái con tầm tầm này mình dùng. Ồ, con này rắn hổ mừng chúa. Mừng chúa mà to như thế này ta. Wow, khá to luôn anh chị ạ. Mừng chúa to quá nhỉ. Thời gian sưu tầm năm 2016 là hồ mừng chúa. Đây là bạc kích thì nói thêm bạc kích thì về Quảng Ninh, thì nếu mà ai mà về với Quảng Ninh rồi biết Quảng Ninh có một cái đặc sản ngâm rượu, đấy là chính là cái rượu bạc kích. À, đây là cái rượu bạc kích đấy. Đây, còn đây là trưng bày các cái thực vật ở trên cát như này, là người ta hay trưng bày các cái thực vật ở trong kính này. À, ví dụ như chúng ta đi từng này thì cũng thấy trưng bày các thực vật rất là nhiều. Đây là một trong đây này. Đây là gì? Xưa. Nói về xưa thì chắc anh chị với cô chú cũng biết rồi. Rất là quý hiếm. Sú. Ở đây là con diều hâu. Đây là một con diều hâu. Gấu là đi rồi, có hai con hổ to to. Con khu ở tầng 1 này thì mình toàn có một video về tầng 1 này. Rất là nhiều con ở tầng 1, nhưng mà mời anh chị đi qua một chút. Đây là ngạp voi. Ngạp voi. Thứ này thì các cái này là được làm như kiểu mà một cái người ta quay lại một cái vách núi. Thành ra là mình đi cảm tưởng là vào một cái hang động. Đây là các bức tranh cũng một cái nút. Em đi tầng 2 rồi nhưng mà tầng 2 lại dần đi xuống dưới này. Tầng 1 là đi một vòng, nó lên ông núi lên xuống. Nhưng mà à, đây là tầng 2 với nhau. Vâng. Dạ. Đi lên tầng 2 xong rồi lên tầng 3 nhá. Dạ vâng. Chưa đây. À đấy. Hôm nay mình toàn cứ tưởng là tầng 2 lên rồi nhưng mà hóa ra chưa lên tầng 2. Mà mới là tầng 1 thôi. Tầng 2 là chúng ta phải đi ra ngoài cửa để chúng ta đi thang cuốn. Ta lên tầng 2, chứ còn ở trong cái khu này là nó cứ một tầng, tức là gác xếp, đỉnh xếp thôi các anh chị. Và bây giờ thì đây, chúng ta sẽ lên tầng 2. Đây, khu ngoài này thì là trống đồng với lại các thứ ở khu ngoài cửa. Có cái trống này trống đại. Còn kia là một cái chuông, cái chiêng. Bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 2. Đây, tầng 2 thì có thằng máy đi lên như thế này các anh chị. Đấy, đây là tầng 2, thằng máy đi lên tầng 2. Và bây giờ mời anh chị chúng ta lên tầng 2 của Minh Toàn nhé. Ồ, khu vực tầng 2 này khá là rộng. Chúng ta cùng xem lại cảnh ở dưới tầng 1.
Tầng 1 là trưng bày các cái về các cái con vật và các cái cây, loài cây. Đấy. Nhưng mà tầng 2 thì là Minh Toàn là mới vào, Minh Toàn cảm thấy trưng bày một số cái hiện vật về đá và cái một số cái như đây là về gốm này, rồi các cái đồ khác. Bây giờ xin mời cô chú và anh chị chúng ta hãy dừng video này để Toàn sẽ quay một video này về tầng 2 ở Hạ Long riêng và sẽ gửi đến cô chú sau. Cảm ơn cô chú và anh chị. Nếu cô chú anh chị muốn quan tâm về bảo tàng Hạ Long nói riêng hay là của Hạ Long nói chung, cuộc sống Hạ Long, thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi những video đấy nhé. Cảm ơn cô chú và anh chị.